Xin giới thiệu quý vị và các bạn mẫu xe Fortuner máy dầu số sàn đời 2017 màu bạc thôi quý vị, đứng tên cá nhân tại tỉnh Vũng Tàu. Đây là một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha quý vị. Hiện tại thì mẫu xe này đã chạy 72.200 km ạ. Quý vị thấy không, nhìn chất xe này còn rất là liền ha, về ngoại thất cũng như là nội thất. Phía sau thì quý vị thấy là xe đã có trang bị camera dê ha. Nhìn ngoại thất của mẫu xe này thì còn rất là liền và cứng cáp nha quý vị. Chỉ chạy có 72.200 km thôi ha. Và mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng ra bán với mức giá nó là 847 triệu đồng nè quý vị. Nè, quý vị thấy nè, có trang bị ghế da nè, tay sàn nè, bọc trần rồi nè. Ở phần phía trước đầu xe thì quý vị đã thấy là có đầu DVD rồi ha. Đây quý vị, 77.177 km ạ. Đây, nội thất bên trong nè quý vị.